Theo kế hoạch, cả bốn nhanh chóng tìm việc làm. Thế nhưng sự khởi đầu không mấy suôn sẻ khi phải cân đối giữa giờ học và giờ làm sao cho phù hợp. Song song đó, vết bầm trên người của Đông Đông vô tình được Kim phát hiện đã để lại trong cô không ít thắc mắc về con người thật của cô bạn cùng lớp. Qua tiết học thanh nhạc, ba cô nàng nhóm Superstar lại được một phen vinh váo lên mặt khi Ellie được tuyên dương về gu thẩm mỹ. Còn Nếp và cô bạn lạnh lùng Anna thì bị phê bình. Diễn biến tiếp theo của hai nhóm kỳ phục địch thủ này sẽ ra sao? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của Đường đua Idol Thế hệ Z. Không đối đầu được thì mình dụ địch, dụ cho nó bớt nhu nhược lại. Đồ cái thứ quê mùa, dơ bẩn, đã vậy còn ăn cắp nữa chứ. Chuột bà ơi. Ơi, bà không sợ chuột nữa hả? Tôi coi coi. Trời đất ơi, có con chuột chết nhỏ xíu rồi mấy bà. Đây nè, đây để tôi dọn cho. Chuột cũng sợ nữa. Con chuột cũng sợ nữa, làm cái gì? Quăng đi. Bèo cái chân ghê quá. Cẩn thận nha. Chị rớt đồ liên quan với tụi em. Nè, không phải tụi mày á thì còn ai vào đây nữa. Nè, hôm qua rõ ràng á là tao phơi đồ chung với con nhỏ này. Sáng sớm ra tao thấy đồ tao rớt hết xuống dưới đất. Còn đồ của mày á không có cái nào trên xào hết. Đã vậy hả, cái váy mới mua của tao nữa tao không có thấy đâu hết á. À, thì ra là lúc mà mày gom đồ á là mày cố ý làm rớt đồ tao xuống dưới đất, rồi á hả mày tiện tay mày lấy luôn cái váy của tao đúng không? Em không có mà. Tối hôm qua khi em ra lấy đồ của em vào, em còn thấy đồ của chị treo trên sao đang hoang mà. Mày không làm để ma làm. Em cũng làm thiệt mà. Đừng có nói với tao á là tụi bay dưới quê mới lên rồi nó không làm là tao tin. Tao nói cho mày biết, dù mày có lấy cái váy đó mày mặc cũng không có sang lên được đâu. Đồ thứ nhà quê. Sao chị kỳ vậy? Cùng là người xa nhà, lên đây thuê trọ. Sao chị phải khinh miệt vậy chứ? Tại vì tao thấy lũ chúng mày là tao ghét. Đồ cái thứ quê mùa, dơ bẩn. Tại vì còn ăn cắp nữa chứ. Nè, quá đáng rồi đó nha. Bạn tao đã nói không làm. Nè, mày có thấy cái đứa ăn cắp nào á mà nói á là mình ăn cắp không? Tao nói cho tụi bay biết, bạn tính tao vốn hiền lành, cho nên á lỡ làm rồi thì nhận đi, chị đây thương tình, chị đây tha cho. Còn bà dên giáo với tao á là tao cào rách ra nghe chưa. Chị mới là vừa ăn cắp gì la làng đó. Tụi tôi chả có lỗi gì mà phải xin lỗi hết đó. Mày dám. Thôi, dừng lại đi. Bà đừng kiếm chuyện với tụi nhỏ nữa. Tụi nó không ăn cắp đồ của bà đâu. Sao bà biết? Nên nè, đồ bà nè rớt toàn ten ngoài kia. Thiệt luôn bà, mất đồ cũng do bà mà rớt đồ cũng do bà. Biết làm sao không? Tối qua gió dữ quá cho nên là đồ của bà phơi ngoài đây nè, nó rớt ngoài kia chân trời. Mẹ tôi hả phải lụm vô cho bà đó. Cảm ơn mẹ bà nha. Mà bà thiệt luôn á, không bao giờ bỏ được cái tính á, là cái miệng lúc nào cũng đi trước cái đầu hết trơn trời. Rồi giờ bà tính làm sao với tụi nhỏ đây? À, mà tôi nhớ ra hình như á là bà còn thiếu tiền nhà 3 tháng đúng không? Mày mới có tiền đi mua đồ mới ha. À, vậy chắc là có tiền rồi chứ gì. Thôi để tôi nói chuyện với mẹ tôi cái. Thôi mà. Xin lỗi. Nói gì nghe không có rõ lắm. Chị xin lỗi mấy đứa được chưa? Bản tính tụi em cũng hiền lành đó.
Nếu mà ai biết lỗi mà nhận lỗi thì tụi em bỏ qua hết à. Thôi mặc kệ bả đi, bả không nghĩ gì đâu. Dạ. Tụi em cảm ơn chị đã giúp tụi em. Trời ơi, không có gì đâu. Ủa nhưng mà mấy đứa chuẩn bị đi học đúng không? Thôi đi học sớm đi, coi chừng trễ đó. Nhưng mà chị có phải là hot youtuber thắng cover thiên di không ạ? Ừ đúng rồi. Hèn chi á, mà em thấy chị quen lắm luôn. Tưởng gặp ở đâu rồi á. Đúng rồi, hồi nãy chị xuất hiện là tụi em nhận ra chị liền. Chị sợ là nhận nhầm thôi. Bộ chị cũng sống chung ở khu nhà với tụi em luôn hả? À, chị hả? Chị không có. Chị là con của cô Sáu. Nhà chị gần đây nè. Con của cô Sáu? Trời ơi, cô Sáu hùng dữ vậy mà có đứa con vừa xinh đẹp vừa hát hay nữa. Nhưng mà nhìn chị ở ngoài xinh hơn Đông Hình rồi đó chị. Giọng hát hôm bữa của chị cũng rất là hay nữa. Ủa, có phải là hôm bữa chị hát ồn quá có làm phiền mấy đứa không? Dạ đâu có, bình thường tụi em nghe chị hát trên YouTube á là đã thấy hay lắm rồi, mà được nghe hát live còn hay hơn nữa. Không ngờ hôm nay lại được gặp chị trực tiếp ở đây luôn. Đúng rồi á, mà tụi em ước gì sau khi học xong á tụi em cũng được một nửa như chị á. Ủa vậy thì mấy đứa nó học trường gì? Dạ bọn em học trường La La School ạ. À, La La School. À, vậy là, ở đây là toàn là nghệ sĩ tương lai không đúng không? Nhưng mà chị nghĩ như vậy nè, La La School á thì kỹ năng của tụi em sẽ cứng cáp và đầy đủ hơn của chị, cho nên chị nghĩ là tỷ lệ thành công của tụi em sẽ cao thôi. Ủa mà thôi, bây giờ đi học đi mấy đứa, trễ rồi đó, đi học nhanh lên đi. Đúng rồi, trễ giờ đó. Thôi tụi em đi nha chị. Dạ, bye bye chị. Chào chị. Bye bye. Tôi cũng thấy ba ngủ hết vậy. Ơ chuyện gì sao? Thì tôi thấy ngoài giờ học ra thì lúc nào bà cũng ngủ được hết. Ba buồn ngủ thì sao không lên phòng y tế mà ngủ cho ngon, rồi tỉnh táo và học lại. Chứ nằm ở đây gió máy nguy hiểm, không tốt cho sức khỏe đâu. Đối với tôi á, ngủ mới là sức khỏe. Tôi chưa nói lời cảm ơn. Tâm Đông, cái này tôi cho bà nè. Hồi nhỏ mỗi lần tôi bị thương, bà tôi hay mua cái này để xức cho tôi. Sát trùng vết thương tốt, giúp vết thương mau lành đó. Bà xức lên cái vết thương hôm bữa trên tay đi. Đừng có ngại, nó không có rát giống như là thuốc đỏ hay oxy già đâu. Tốt lắm á, bà xài thử nha. Thôi chắc tôi về lớp trước nha. Đông Đông nhớ xài cái này đó. Hi. Hello. Mấy bà tìm tôi có chuyện gì hả? Thì bà học mệt nên là mời chai nước đưa cho bà thôi. Cảm ơn bà nha. Bà uống chai nước này đi. Kirin Ice Plus đào, vừa mát lại vừa sảng khoái, lại còn tốt cho sức khỏe nữa. À mà Nunu này, tôi biết bà là lớp trưởng, lại còn tốt tính nữa. Nhưng mà bà phải biết đâu mới là chỗ dựa vững chắc cho bà chứ.
Ý bà là sao? Trời ơi, ý Ali á là sau này bà để ý tụi tôi nhiều một chút, có lợi cho bà hơn. Với lại bà đừng để ý cái tụi phèn kia nha, chị tổ thiệt thân cho bà thôi đó. Đúng rồi, chúng nó là một lũ phèn từ quê lên, bà mà chơi chung với chúng nó sẽ chỉ thêm quê thôi. Thì ra là vì chuyện đó hả? Mấy bà đều học chung lớp với tôi thì tôi đều coi là bạn bè hết. Với lại tôi cũng là lớp trưởng nữa, phải biết phân biệt đúng sai. Mất công người ta lại kêu tôi lạm quyền, ăn hiếp người khác. Thôi, cảm ơn chai nước của mọi người. Tôi đi trước, mọi người ngồi chơi nha. Ali, càng lúc tôi càng thấy khó ưa con nhỏ lớp trưởng rồi đó. Thôi đi, khó ưa thì giờ làm được gì. Nó được thầy cô đề bạt bao bọc, không động vào được đâu. Vậy là phải nhịn hả? Tức thế. Có gì đâu mà tức. Không đối đầu được thì mình dụ địch, dụ cho nó bớt nhu nhược lại. Ơ con Kim kìa, phát mày. Nó đó, phạt đi.